Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với Đầu tư Tiền Điện Tử là Phong đây, và hôm nay chúng ta cùng nhau ngồi lại đây trong một cái ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, để chúng ta quan sát thêm về thị trường và cũng như là chuẩn bị những cái kế hoạch, những cái phương án để trong cái thứ hai tuần sau khi chúng ta vào cái công việc trading á, chúng ta sẽ an toàn hơn, chúng ta sẽ mượt mà hơn và hiệu quả hơn nha anh chị nhé. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn về cái bảng tổng quan về crypto ở thời điểm hiện tại nó đang ra sao. Chúng ta thấy được rằng vì là chúng ta đang ở cuối tuần thứ bảy và chủ nhật thì chúng ta thấy được là Bitcoin không có nhiều cái sự chuyển biến, chỉ có cái mức tăng là khoảng 0.5%, và tương tự những đồng altcoin khác cũng chỉ dao động là khoảng 0 cho đến 2% thôi nha anh chị. Những con số không có nhiều sự thay đổi ở trong cái thời gian là cuối tuần. Đây là cái điều mà chúng ta sẽ thường xuyên mà chúng ta gặp phải, và cũng như là vì là ở cuối tuần cho nên là altcoin nó sẽ bám chặt theo Bitcoin nó chạy, cho nên là em sẽ không phân tích nhiều về altcoin ở trong cái nội dung video ngày hôm nay, mà em sẽ tập trung chủ yếu về Bitcoin ha, để anh chị mổ xẻ thêm về những cái phương án, những cái trường hợp nào mà đang rất là nhiều người quan tâm và đang rất là nhiều người đặt con mắt đến đó, và cũng như là xem xét những cái vị thế để trading. Đầu tiên chúng ta hãy nói đến cái vị thế cũ của chúng ta khi chúng ta long từ cái vùng giá là khoảng 29.000 ha, quanh khu vực này 29.000. Chúng ta long lên và chúng ta đã chốt khoảng 50% ở ngay cái khu vực là khoảng 29.600, và em cũng đã dặn anh chị là hãy đặt SL dương và chúng ta cũng đã cán SL dương, và có như cái lệnh này chúng ta cũng đã có một cái mức lời tương đối là ổn trong một cái lệnh trade ngắn ha. Đó, và khi mà chúng ta có mức SL dương thì chúng ta sẽ cảm thấy được rằng là bây giờ chúng ta chỉ việc là đi tìm thêm một cái vị thế mới ở đâu để chúng ta trade thôi. Thì đến thời điểm hiện tại, như anh chị thấy được rằng là giá cả vẫn không thể vượt ra khỏi cái ngưỡng là khoảng 29.500 đô. Thì trước đó là một khu vực hỗ trợ, còn đến thời điểm hiện tại là kháng cự, thì đây là cái chèn nó sẽ cho anh chị góc nhìn nó rõ hơn. Như anh chị thấy được rằng là chúng ta có một cái kênh giá, chúng ta đi song song trong cái kênh giá này. Đó. Và khi chúng ta rơi ra, anh chị thấy không ạ? Trước đó thì rất là nhiều lần là hỗ trợ ở quanh khu vực này, nhưng mà khi chúng ta đâm ra khỏi khu vực giá này, chúng ta thấy được rằng là bây giờ khi mà chúng ta test lên lại á, đã hai lần rồi chúng ta chưa thể vượt qua, chứng tỏ đây là một khu vực kháng cự tương đối là uy tín, và chúng ta cần phải xem xét ở trong thời gian tới nó sẽ cần những hành động giá nào để mình có thể là vượt qua anh chị ha. Đó, thì để mà vượt qua khỏi cái ngưỡng 29.500 đô này á, thì đầu tiên là trong tuần tới nó phải có một cái lượng volume lớn hơn. Ở đây á, em sẽ không xác định là nó sẽ bay cao, bay xa lắm đâu anh chị, bởi vì là chúng ta thấy được là chỉ vào cluster chúng ta khi bây giờ nó đang di chuyển gần tới khu vực quá mua rồi, và chỉ cần một lực đẩy nhẹ lên nữa nó đã có thể chạm đến một cái ngưỡng mà chúng ta nên tìm kiếm những vị thế short anh chị ha. Và đối với cái trên cái xu hướng của Bitcoin ở thời điểm hiện tại thì anh chị cũng có thể thấy được rằng là chúng ta vẫn ở trong xu hướng giảm, và ở 4 giờ chúng ta thấy được xu hướng giảm ha. Chúng ta hãy xem là ở cùng ngày thì như thế nào, chúng ta vẫn đang là một sự điều chỉnh sau khi mà nó mở một cái dải, một dải EMA nó quá rộng như vậy, giá cả nó đi quá nhanh, cho nên là cái dải EMA nó bị tăng lên rất là rộng, rất là mạnh như vậy, thì nó cần phải có sự điều chỉnh đúng không anh chị. Thì đây là cái sự điều chỉnh đang diễn ra ở thời điểm hiện tại đối với Bitcoin ha, nó đang điều chỉnh và nó đang diễn ra như vậy. Như vậy thì anh chị thấy được là cái khả năng mà nó có thể là về đến cái vùng là 28.600, quanh khu vực này là cái điểm cuối của EMA, nó có thể là xảy ra ha, nó vẫn có thể là xảy ra. Ở 4 giờ thì hồi nãy chúng ta xem rồi, vẫn là xu hướng giảm. Ở 2 giờ đó thì anh chị thấy vẫn là giảm ha, nó liên tục nè anh chị nè, test ở cái đường cái dải EMA cuối á, đây rất là nhiều lần như vậy ha, chúng ta liên tục chúng ta test ở quanh khu vực này đó 2-3 lần rồi, và đó chứng tỏ là gì anh chị, là ở thời điểm này á, cái xu hướng chính mà chúng ta nên tập trung vào chúng ta trade á, đó chính là xu hướng giảm ha. Chúng ta nên ưu tiên xu hướng giảm, bởi vì là cái sự điều chỉnh đâu có thể xảy ra đó. Và như ở khung thời gian 4 giờ nha, anh chị thấy được rằng trước đó cái mà em muốn anh chị chú ý ha, là trước đó chúng ta đã có một lần test ở đây, ở quanh cái đường cái dải EMA cuối cùng này nè, hai lần test ở đây rồi, bây giờ chúng ta thấy, và bây giờ chúng ta thấy là chưa một lần nào trong thời gian vừa qua sau khi mà cái cú rơi này xảy ra chúng ta chưa test lại ở khu vực này đó. Cho nên là em vẫn muốn rằng á, là trong thời gian tới khi mà cluster chúng ta vẫn còn khả năng phục hồi lên, và thứ hai là giá cả chưa chạm đến test lại cái ngưỡng EMA ở cao hơn, thì em muốn thấy được thêm một cái lực bơm nhỏ nữa chạm đến khu vực này, và khi có cái tín hiệu từ chối xảy ra chúng ta sẽ cần để short xuống. Đó là cái yếu tố chúng ta đang trade theo thuận xu hướng nha anh chị nhé. Xu hướng hiện tại ở trong ngắn hạn là xu hướng giảm, thì chúng ta phải tập trung đến đó là như vậy. Và ở thời điểm hiện tại khi mà những cái lệnh long chúng ta đã đóng rồi, đã có lời rồi, thì chúng ta sẽ không lo nữa nha anh chị. Chúng ta chỉ lo khi thật sự nha, chúng ta phá vỡ ra khỏi cái dải EMA này thật là mạnh, đóng đến trên đó có một cái lượng volume ổn định thì chúng ta sẽ canh để chúng ta long lên, thì lúc đó nó sẽ hiệu quả hơn anh chị. Thì vì vậy là bây giờ chúng ta đã có hai cái dấu hiệu ha. Đó, và cũng như là anh chị thấy được là gì, khi mà chúng ta để ý đến cái fixed trend volume profile đó, anh chị thấy được là gì, nó cũng có một cái khu vực là VAL ở khu vực là 29.800
Đây là một cái ngưỡng volume mà nó cũng có một cái tường bánh ở trên đó, và mọi người đang trực chờ một cái lượng khối lượng volume nó nằm ở đây để canh để bán xuống đó. Và kèm theo á, là cái Marine Ribbon, là những cái đường EMA, cái dãy EMA á, thì chị thấy được là hai cái khu vực này rất gần nhau ha, hai khu vực này rất gần nhau. Và cho nên là chúng ta cũng sẽ canh chừng những cái khu vực như là 29.700 cho đến là khoảng 29.800, là hai khu vực sẽ có thể là tạo ra lực bán và từ chối, và khi cái dấu hiệu nó sinh ra chúng ta sẽ bước vào một cái lệnh short nha chị nhé. Và cái lệnh short này nó có thể là di chuyển đến cái khu vực giá nào anh chị, thì ở đây chúng ta cũng sẽ chỉ ra cái khu vực giá mà nó có thể là hướng đến. Thì trong thời gian vừa qua, trong suốt thời gian vừa qua, chúng ta có nói đến một cái vùng giá theo Fibo thoái lui nha anh chị. Đây em sẽ đưa về khung ngày cho dễ nhìn nhé. Thì anh chị thấy được gì? Chúng ta có một cái vùng giá là 0.5 và 0.618. Hai khu vực giá tỷ lệ vàng này là nơi mà có thể là tạo ra một cái sức hồi mạnh hơn. Nó có thể tạo ra một sức hồi mạnh hơn trong thời gian tới. Không chỉ là chỉ có hai cái điểm vàng này của Fibo thôi, chúng ta còn có một cái nữa anh chị. Ở đây, đây là cái chart trước đó em đã chia sẻ với anh chị đúng không ạ? Ở đây chúng ta có một cái đường trendline, nó vẫn có thể là tạo ra cái sự phục hồi ở quanh khu vực này. Đó, và kèm theo đó ở quanh khu vực này cũng chính xác là cái điểm 0.5 28.097 đô la. Tỷ lệ vàng đó anh chị, cho nên là em muốn thấy cái trường hợp rằng giá cả chúng ta trong thời gian tới vẫn có một cái khả năng điều chỉnh xuống, chạm đến cái ngưỡng 0.5 này và có tỷ lệ hồi lên. Thì anh chị thấy được rằng á, là ở trong cái kênh này chúng ta vẫn đang đi theo xu hướng tăng dần lên, tăng dần lên đó. Và khi mà chúng ta thấy cái xu hướng này đang diễn ra á, thì anh chị thấy được rằng là gì, chúng ta nên canh long. Thay vì là khi mà giá cả nó đến những cái vùng như 28, 27 ngàn dưới này á, mà anh chị canh short thì rất có thể là anh chị sẽ bị dính một cái bẫy của thị trường, bởi vì chúng ta chưa thoát khỏi xu hướng tăng và cái lượng volume bán ở thời điểm hiện tại nó cũng chưa lớn. Nó chưa có một cái lượng volume lớn, và kèm theo đó là cluster ở cùng ngày thì nó cũng đã biểu thị rằng á, là sắp đến một cái ngưỡng qua bán rồi, và khi đến qua bán thì sẽ là phục hồi. Hãy nhìn lại cái câu chuyện ở trước đây đối với chỉ báo này ở cùng ngày, anh chị thấy có phải là chính xác không ạ? 19.500 đô ở khu vực qua bán hồi lên, và chúng ta thấy được là nó dịch chuyển, nó giá nó đi rất cao rất cao. Và đối với thời điểm hiện tại cũng tương tự như vậy, khi chúng ta đang ở khu vực qua bán thì cái tỷ lệ hồi chúng ta vẫn có. Vì vậy là chúng ta nên trông chờ thêm một cái sự rơi giá xuống này trước khi tăng lên. Thì cái vùng mà anh chị có thể là target nếu như cái lệnh short chúng ta có thể là thực hiện được ở trong tuần tới á, thì anh chị sẽ target đến cái vùng giá là 28.000 cho đến là 27.200 đô, hai khu vực này ha, cho cái lệnh short trong thời gian tới. Và anh chị cũng lưu ý rằng á, là lệnh short của chúng ta chỉ được thực hiện khi mà chúng ta có cái sự từ chối ha, có một cái sự từ chối nó mạnh mẽ thì chúng ta mới gọi như là vào lệnh, chúng ta không nên vào lệnh vội vàng nha anh chị ha. Khi nào mà ví dụ như giá cả chúng ta tăng lên tới khu vực là 29.700 cho đến là 29.800, chúng ta từ chối xuống, chúng ta phải có một cái lực sinh ra từ chối xuống anh chị ha. Đó, và có một cái volume nữa thì anh chị bắt đầu anh chị thấy được là nó qua cái phạm vi giá là 29.500 đô, tức là cái khu vực hỗ trợ ở dưới này nè. Có volume bán thì anh chị bắt đầu canh để vào để short xuống ha. Đó, thì đây là một trong những cái lệnh short mà em cũng sẽ gọi như là nhắm đến ở trong thời gian tới. Đó, khi nào mà chúng ta gọi như là từ chỗ ở khu vực là từ 29.695, em sẽ vẽ lại đây để chúng ta theo dõi trong thời gian tới ha. Đó, và cũng như là khu vực cao hơn một tí là khoảng 29.866 đô la, rơi xuống và đóng nến ở dưới khu vực là 29.500 đô. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm một cái lệnh short ha anh chị ha. Thì trong tuần tới thì em sẽ cập nhật về cái tình huống sắp tới ha, để anh chị có thể là tham khảo. Và đây là cái tình huống đầu tiên mà chúng ta đang tìm kiếm một cái vị thế đẹp nhất để chúng ta canh short. Thì ở thời điểm hiện tại thì cộng đồng của chúng ta đang tham gia vào một cái cuộc thi có giải thưởng lên đến là 8 triệu đô, và có những cái phần thưởng phụ rất là hấp dẫn như là Lamborghini hay là đồng hồ Rolex. Và để mà anh chị có thể tham gia vào chương trình này cùng team và cũng như á, là săn thưởng trong thời gian tới, thì anh chị có thể là vào đây để đăng ký ngay vào cái đội của team nha. Và khi mà anh chị đăng ký sớm, bây giờ chúng ta chỉ còn là một ngày nữa thôi là sẽ hết cái chương trình là tặng 50 đô bonus, thì anh chị có thể là sử dụng luôn cái số tiền này để anh chị trade và không có một tí rủi ro nào cả ha anh chị ha. Thì anh chị có thể là đăng ký sớm trước ngày 27. Và để mà chúng ta đăng ký vào cái đội của đầu tư điện tử á, thì anh chị vào cái mục là tranh tài đội nhóm ha. Đó, thì anh chị kéo xuống dưới và anh chị sẽ search cái tên là Crypto Investment. Và sau khi mà anh chị tìm kiếm thì anh chị sẽ thấy được là đầu tư tiền điện tử ở đây. Anh chị có thể là click vào đây và nhấn vào nút tham gia. Và cái điều kiện để anh chị có thể là tham gia vào cái team của tụi em là anh chị phải có ít nhất là 500 USDT ở trong ví. Và trong thời gian tới thì anh chị có thể là trade theo cái tín hiệu của team, và tín hiệu thì sẽ được post ở trong Telegram ha. Và chúng ta cũng đã trải qua một cái mùa WSOT ở 2022 rồi, cho nên là team cũng đã tìm ra được cái cách làm sao để chúng ta tối đa hóa cái phần thưởng về team của chúng ta. Cho nên là anh chị có thể là tham
tham gia cùng team, và trong thời gian tới team sẽ có những cái bước hướng dẫn anh chị cặn kẽ hơn để anh chị có thể là cùng nhau kiếm những phần thưởng thật là lớn nha anh chị nhé. Nếu như mà anh chị vẫn chưa có tài khoản Bybit để tham gia thì anh chị cũng có thể là đăng ký dưới đường dẫn em để ở dưới phần mô tả video này để ủng hộ team một lần nữa. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với nội dung tiếp theo của video ngày hôm nay. Và cái tình huống dự phòng thứ hai là như thế này anh chị. Chúng ta sẽ còn một tình huống dự phòng thứ hai nữa để anh chị cần phải lưu tâm ha. Đây là cái tình huống mà em muốn kể ra, và trong ngày hôm nay hồi nãy thì anh Cương cũng đã chia sẻ về một cái kế hoạch, một cái plan về Bitcoin ha. Một cái plan về Bitcoin ở trong thời gian tới, và anh chị thấy được là cái vấn đề chia sẻ của anh Cương á là một cái mẫu hình vai đầu vai. Chúng ta có một cái mẫu hình vai đầu vai đang được chạy, và em thấy được rằng là nó đang rất là đúng ở đây. Và đối với cái mẫu hình vai đầu vai này á thì cái tỷ lệ của chúng ta sẽ là một cái tỷ lệ mà tạo ra một cái đà giảm nó có thể sinh ra. Và vì vậy á em thấy á, rằng á đây là một cái tình huống để chúng ta dự phòng, chúng ta backup lại ha, thay vì là chúng ta vội vàng chúng ta phản xét rằng chúng ta sẽ lòng ở đây, biết rằng là ở hỗ trợ, nhưng mà thị trường khi nó chỉ cần có một cái sự tác động nào mạnh mẽ thôi, như là tin tức xấu nè, hay là một cái sự kiện gì đó mà nó diễn ra ở trên thế giới mà nó có thể ảnh hưởng đến thị trường crypto á, nó đều có thể là khiến cho giá cả rơi mạnh được ha chị ha. Về phân tích kỹ thuật là đúng, nhưng mà về tin tức thì chúng ta cũng phải xem xét thêm, bởi vì ở thời điểm hiện tại rất là nhiều tin tức cũng như là nó ngập tràn vào những cái sàn giao dịch như là Binance đó. Nó khiến cho Binance tùm lum việc ở trong thời gian vừa qua, cả chúng ta chưa biết được là thời gian tới nó sẽ như thế nào, nó ổn định hay chưa, hay là nó sẽ có thêm những cái sự kiện gì đáng sợ hơn ở trên thị trường nữa. Ở trên là chúng ta cần phải có những cái bước dự phòng đó, biết rằng á chúng ta có thể là canh ở trong thời gian tới, nếu chúng ta rơi về đây chúng ta sẽ canh long lên, ok, chúng ta vẫn có thể là làm được cái vấn đề đó. Nhưng mà để mà anh chị thấy được rằng á, khi mà chúng ta có một tín hiệu rằng là vai đầu vai, một cái mô hình tỷ lệ điều chỉnh rất cao ở trong lịch sử đã có đối với Bitcoin, và cái mẫu hình vai đầu vai này nó không chỉ tồn tại ở Bitcoin ha, mà nó còn tồn tại ở trên thị trường Forex ngoại hối nè anh chị, rồi cũng như là chứng khoán nữa, nó đều có thể áp dụng vào được. Và khi mà chúng ta thấy được là mẫu hình vai đầu vai này thì cái điều kiện gì để nó rơi ra khỏi cái mẫu hình này anh chị? Đầu tiên á, khi mà muốn một cái tỷ lệ rơi ra, phá vỡ ra, hay còn gọi tiếng Anh là breakout anh chị, thì anh chị phải có một cái lượng volume nó rất lớn. Nó rất lớn và nó chứng tỏ rằng là tôi đang breakout, tôi đang phá vỡ ra và tôi muốn thấy được một cái sự rơi giá xuống. Thì lúc đó anh chị phải nhìn về volume ha. Anh chị phải nhìn về volume. Thì tại sao phải nhìn về volume? Vì volume nó sẽ báo hiệu rằng ví dụ như giá bây giờ nha, từ khu vực hiện tại đi mà nó rơi mạnh xuống dưới đây đi. Nhưng mà khi mà rơi mạnh xuống dưới đây mà cái volume đó tiếp theo á, cái volume tiếp theo nha anh chị nha. Đây là cái điểm mấu chốt này. Nếu như cái volume tiếp theo mà tạo ra thêm một cái đợt mạnh nữa, mạnh xuống dưới đây nữa, thì anh chị canh để anh chị short được. Anh chị không nên vội vàng ở khúc này nha anh chị nha. Nó sẽ đánh lừa rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì á, anh chị phải tính đến những cái tình huống là như là fake cao á. Fake cao là sao? Fake cao, break cao có nghĩa là phải vỡ ra. Fake cao có nghĩa là nó chỉ nhá xuống, nó dụ anh chị short và sau đó nó vòng lên lại. Cái tình huống này cũng xảy ra rất nhiều. Và kèm theo đó, khi chúng ta đã có những cái dự báo rằng cluster sắp đến qua bán có thể là phục hồi như hồi nãy chúng ta nói. Thứ hai nữa, chúng ta có một khu vực hỗ trợ kép nha anh chị nha. Chúng ta có hai cái fibo này, chúng ta có thêm một cái nữa là cái trend line. Và cái trend line này là gì anh chị? Là cái neckline. Cái đường viền cổ của mẫu hình vai đầu vai ha. Và neckline này nó đóng cái vị trí là hỗ trợ, và khi mà cái mẫu hình này nó muốn chạy thì nó phải phá vỡ ra khỏi cái đường viền cổ. Đó. Đây là cái vai trái, đây là cái vai phải, đây là cái đầu. Thì đây là cái đường viền cổ. Khi mà giá cả muốn đi thẳng tuột xuống ở cái vùng viền cổ thì nó phải gọi như là có một cái lượng volume rất lớn. Và khi mà ở hỗ trợ nữa chúng ta cần xem xét thật là nhiều hơn ở trong tuần tới. Trong tuần tới là cái thời gian quyết định rằng là thằng Bitcoin đó, nó có rơi về khu vực hỗ trợ này và nó có tỷ lệ như thế nào. Thì trong tuần tới chúng ta sẽ biết câu chuyện đó ha. Và chúng ta sẽ xem xét và cũng như là bàn thêm một lần nữa. Còn thời điểm hiện tại anh chị hãy lưu ý là trong cuối tuần volume rất ít, rất là bé về volume. Cho nên là nếu như anh chị tính trade ngắn và những cái lệnh short á, thì anh chị cũng phải xem xét những cái sự từ chối như hồi nãy em nói với anh chị ha. Đây là cái phương án để trade ngắn những cái lệnh short ở thời điểm hiện tại. Thì anh chị có thể là tham khảo. Target thì anh chị có thể thấy được là chúng ta sẽ target khoảng 28.800 cho đến là khoảng 27.000. Đó, thì anh chị cứ lưu ý là như vậy. Và khi mà anh chị vào đây, anh chị xem video này và những cái nội dung mà lo hay short á, thì anh chị cũng lưu ý một điều rằng là không được xem là lời khuyên đầu tư nha. Đây là cái phương án của em sẽ trade ở trong thời gian tới nếu nó xảy ra tình huống. Thứ nhất là như thế này. Thứ hai là cái tình huống khi mà nó có mẫu hình vai đầu vai nó về đây, cái phản ứng ra sao để em canh long hoặc là em canh short. Đó, thì đây là hai cái phương án của em. Và khi mà anh chị tham khảo những cái nội dung của tụi em á, anh chị thì phải nhớ rằng là tài sản là của anh chị, và anh chị xuống tiền anh chị trade lời hay lỗ anh chị phải chịu trách nhiệm nha. Đó, em không khuyến khích anh chị sử dụng tài sản anh chị để trade.
Còn khi mà anh chị trade thì anh chị phải phân tích lại, xem xét thật là kỹ, và cũng như anh chị nên nhớ hãy cài một cái SL ha anh chị ha. SL ở đây đối với cái lệnh short ngắn này thì em sẽ để ở quanh khu vực là khoảng trên 30.000 một tí, trên 30.000 một tí, và cũng như là cái TP thì xuống dưới nó cũng sẽ khá là xa, và đây là một cái tỷ lệ RR khá là cân bằng ha. Đây là một tỷ lệ rất là tốt để chúng ta có thể kiếm được một cái mức lợi nhuận ok nếu một cái tình huống nó sẽ xảy ra. Và trong thời gian tới thì em sẽ cập nhật nhiều hơn, nhanh chóng hơn cho anh chị những cái vị thế như thế nào, những cái hành động giá của thị trường ra sao, và những cái tin tức nào quan trọng để chúng ta cần phải quan tâm ở trong thời gian tới nha anh chị ha. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung video này, và nếu như anh chị thấy những cái nội dung này mang lại những cái điều tích cực hơn, giúp cho anh chị an toàn hơn khi anh chị trading, thì anh chị đừng quên là hãy để lại nút like và nút đăng ký ủng hộ team phát triển trong thời gian tới nha anh chị nhé. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.